Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một món ăn rất quen thuộc, đó là mình sẽ làm món cá kho cà. Ở đây mình chuẩn bị là 500 g cá nục. Mình mua về mình đã nhờ người ta làm sẵn cái ruột và mình về mình rửa lại với một nước giấm nhé. Hoặc là các bạn có thể rửa với rượu để khử bớt mùi tanh của cá. Cá kho cà thì không thiếu thể thiếu cà chua, mình chuẩn bị 3 trái, một ít hành lá, ớt, hành và tỏi băm. Bây giờ mình cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Trước tiên là cà chua thì hành tỏi băm thì mình đã băm sẵn rồi nên là mình không cần băm nữa. Còn cà chua thì mình sẽ ớt lại nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mang cá đi để chiên. Đầu tiên thì mình sẽ cho lên chảo 2 muỗng đường nhé. Mình 2 muỗng đường để mình thắng cho cái đường này nó chuyển sang màu nâu cánh gián. Mình làm màu cho cá các bạn. Mình cho nhiều đường một chút ở đây thì lát nữa mình pha nước để kho cá thì mình sẽ không dùng đường nữa nhé. Đây mình để cho đường nó chuyển sang màu nâu cánh gián. Đường của mình đã chuyển sang màu cánh gián rồi, rất là đẹp rồi, thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho một chút dầu ăn vào nhé. Cái phần là cái mình thắng đường này cho nó tan ra. Cho dầu nóng lên và mình sẽ cho cá vào mình chiên nhé. Mình sẽ cho cá vào. Mình đợi khoảng 2-3 phút thì mình sẽ chở cá nhé. Bây giờ mình sẽ chở cá. Yeah, hay để cho cá nó không bị nát nữa này. Đây mình lúc mà mình thắng đường trước rồi thì cái cá của mình nó lên màu rất là đẹp.
kiểu khoảng 2 lần nhé. Sau khi cá của mình lật qua lật lại là nó đã có màu đẹp như vậy rồi thì mình sẽ cho cái phần là hành tím, tỏi băm và ớt vào đây mình chi thơm nhé. Cái món cá kho này mình phải có hành tím và tỏi và ớt nha các bạn, vì nó tạo nên cái mùi vị và cái nó khử cái tanh của cá. Mình bỏ vào mình xào nhẹ nha, cá của mình nó dễ, rất là dễ nát. Thì mình sẽ xếp cái phần cà chua lên xung quanh nhé. Vì trong chảo nó có dầu ăn rồi nên là mình cứ xếp xung quanh, là tự cà chua nó chín thì nó sẽ mềm ra thôi, không cần phải xạ nhiều. Cái màu cà chua nó ra sẽ rất là đẹp. Hành lá mình cũng cho vào luôn đấy. Cái này mình có thể không cho hành lá cũng được. Đây mình để cho cà chua ra màu một chút thì mình sẽ trong thời gian đó thì mình sẽ đi pha nước để mình kho cá nhé. Cá này mình kho khoảng 30 phút thì cá sẽ rất là mềm. Đây, mình cứ để đây cho cà chua nó ra màu và nó chín. Sau khi mình để cho cà chua nó ra màu một chút và nó chín thì mình pha nước để kho cá. Đây mình pha là 3 muỗng canh nước mắm ngon, 5 muỗng canh nước và 1 muỗng cà phê hạt tiêu. Nếu các bạn có ăn bột ngọt thì mình cho 1 muỗng bột ngọt, còn nếu không thì mình sẽ cho thêm 1 muỗng đường nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước vào này để kho cá. Mình sẽ kho lửa nhỏ trong vòng 30 phút nhé. Mình sẽ đậy nắp lại. Đây, sau khi mà mình đã kho cá được 30 phút thì cá của mình nó đã sệt sệt. Màu ở ngoài thì nó vàng, nó đẹp hơn, nhưng mà tại do cái máy chụp hình của máy của mình nó hơi mờ một chút. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé. Kho cá thì mình để cái nước lát nữa nó nguội đi, nó sẽ sệt sệt và ăn sẽ rất là ngon. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món cá kho cà, rất là ngon, dùng để ăn cơm. Nếu mà các bạn nào mà thích món này thì hãy cùng vào bếp và làm cùng mình nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu mà yêu thích video của mình thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Đăng ký kênh để có thể nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.